Ok, chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay Đạt sẽ đem tới cho anh em một cái sản phẩm, một cái thùng rất là cao nè anh em. Một cái thùng này là một cái thùng cao phải tới qua hông mình luôn á, cao nha. Thì anh em nhìn anh em cũng chắc cũng biết là thùng gì rồi đúng không? Thì đây là một cái thùng bô nha anh em nha. Một cái thùng đựng bô. Bô thì bô gì? Thì bô vẫn là bô 2543 nha anh em. 2543 nha. 2543 này thì chắc lắm anh em. 2543 zin của Thái nha. Nè. Cái nắp thùng nó sẽ có chữ Thái luôn này, tí mình sẽ quay kỹ hơn cho anh em coi nha. Đấy, một cái thùng rất là to luôn. Thì cái thùng này là cái thùng bô của Thái Lan nha anh em. Bô 2543 in Thái Lan. Lấy thử một cây ra cho anh em coi này. Đó, anh em thấy chưa? Đây là bô zin 2543 Thái nha. Loại này thì được nhiều anh em chúng ta chơi và cái giá thì cũng phải chăng hợp lý. Bên mình đang bán bô zin 2543 zin này nha. Nè, có tem Honda nè. Đó, thì cái loại này là nhập trực tiếp từ Thái Lan về luôn. Cái giá nó rất là tốt nha, chỉ có 1 triệu 650 ngàn thôi. Bên mình đang bán giá rất là ưu đãi cho anh em luôn. Hôm bữa thì có mấy cây hàng mẫu về, còn hôm nay thì nó đã về nhiều hơn rồi. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ mình nha. Hôm nay mình về được mấy mười mấy thùng như vậy lận là cũng khoảng 5-70 cây lận. Thì anh em có đủ cung cấp cho anh em xỉ và lẻ nha. Thì tất nhiên xỉ thì sẽ có giá tốt hơn, thì anh em cứ inbox riêng cho mình, nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho mình thì sẽ có giá tốt cho các anh em mua xỉ cũng như mua lẻ nha. Thì giá lẻ của nó sẽ là 1 triệu 650 ngàn, rất là rẻ luôn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình lấy một cái bô rim Thái 2543 nha anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem cận cảnh luôn. Đây, để đi lấy máy lại quay cho anh em coi nhá. Đây, đây là một cái cây bô 2543, một cái bô zin nha anh em. Bô zin rim Thái thì anh em cũng biết chất lượng của nó rất là ok rồi. Rồi, đây lấy máy lại quay cho anh em coi nhá. Đó, thì nói về cái chất lượng bô thì loại này rất là tốt rồi, anh em không phải lo lắng về chất lượng nha. Đây, đây là bô zin 2543 nha anh em. Bô zin 2543 này. Đấy, anh em có thể thấy rõ ha. Sẽ lấy kéo không cắt ra cho anh em coi luôn. Để kéo cắt ra cho anh em coi luôn nha. Bây giờ là cũng đã 10 giờ đêm đó. Rồi. Này, nhiều lúc ban ngày không có thời gian quay clip anh em ơi, tối rảnh mới quay clip. Thì mình đăng anh em nào coi còn thức thì mình coi thôi. Đây. Đây. Nó sẽ có hai cái tem nha. À, đây là quay cho anh em coi hai tem, có hai cái tem này. Một cái tem nó sẽ là Made in Thái Lan GN5 và một cái tem nó sẽ là một cái tem không biết là T, cái này nó là của SGM này. Nói chung là cái bô, cái này là cái mã bô này. Cái này là cái tem Honda này. Đấy, nó kiểu như vậy đó. Đấy, chứ còn mà nói về giải thích dài dòng thì càng nói thì nó càng khó hiểu thôi anh em ơi. Cái tem của Thái này nó hơi khó chịu cái những cái mã số nha. Rồi, đây là cái bô này. Mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn nha. Đó, người ta đóng rất là kỹ ha, người ta gói cho một cái lớp giấy của hãng luôn. Đó. Đấy. Một cái lớp giấy của hãng nha. Đó, rồi mở lên cho anh em coi nè. Đây. Anh em ha. Đó. Đây nữa. Chung là cái bô này mình cũng mới bán được có mấy cây rồi anh em ơi, bữa về được có chắc được 4 5 cây gì đó là mình bán hết rồi đó. Rồi từ bữa giờ đâu có hàng đâu. Hôm nay nó về được nhiều rồi, đủ để cung cấp cho các quý anh em rồi. Đây. Đây nè ha. Bô 2543 này là bô rim Thái nha nè. Lưu ý cho mình là bô rim Thái nha. Rồi, mở ra. Cái nó đóng kỹ con em ha. Nó vận chuyển từ Thái Lan qua là một cái loại này nó là hàng dễ vỡ cho nên nó đóng rất là kỹ luôn. Rồi, ok, đó, sẽ mở hết rồi. Rồi sẽ mở ra thôi. Đây. Đây nè ha. Đó. Quấn tự như rồi cái miếng giấy này nó mà nó quấn như vậy là cái miếng giấy rất là bự luôn nha anh em nha. Đó đó đẹp ạ. À. 2543 TS JS 431 2543 rồi, rất là chuẩn nha, bô đúng chuẩn rồi, cực kỳ đẹp luôn. Mã mộc đây. Đây, mã mộc này. Ủa, bộ đẹp quá. Bóng loáng luôn. Trời. Có cái đít bộ này.
anh em coi phía sau vô nha, vô zin hái là phía sau là một phía bóng nha, phía sau này là xi bóng luôn này, anh em thấy không, phía sau và phía trước là giống nhau, xi bóng hết. Còn nếu mà anh em mua bô mà hàng Việt á là phía sau này nó mờ này, nó không có bóng rồi nha. Đó, còn phía sau này anh em thấy nó bóng không đấy ha, cái mặt lưng bô á là nó bóng là ok, nó bóng quá đẹp quá anh em ơi. Ui trời ơi, cái này mà không thể nào chê được rồi, rất là đẹp luôn. Ok anh em ha, đây mã này, mã mộc đầy đủ hết, nguyên bản hết này, này mã này, bô này bô mới nha, sản xuất của nó đát 2022 cho anh em luôn, rất là chất, anh em cứ yên tâm nha, đóng đát này kia là chọn cho anh em hết. Đây bô chọn rim thái này, hình như là mình nhớ đây là nó có chữ S đây phải, sẽ quay cho anh em coi nha. Đây này anh em thấy chỗ này nó có chữ S này, thấy không, hơi khó thấy ha, đây này chữ S in chìm phía dưới này, bô gì nó mới có nha anh em nha, S là mã của rim đó, niềng rim này kia là mã, nó cũng là mã S luôn ha. Đẹp quá anh em ơi, bóng bẫy rất là tuyệt vời luôn. Ok thì anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình để cốt cái bô này nha, giá chỉ có 1.650.000 thôi. Hôm nay mở một hồ một cây cho anh em coi thử ha, hàng thì tất nhiên là có nhiều rồi, anh em thoải mái chúng ta liên hệ nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha. Anh em nào có nhu cầu mua bô 2543 zin dim Thái, hàng mới zin 100% Thái Lan, có thể liên hệ với shop của Đạt, giá là 1.650.000. Cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều, anh em nào chúng ta có nhu cầu có thể ấn like video này cũng như đăng ký kênh của mình để xem thêm những video khác. Nếu mà anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ đặt mua nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.